Cây giống nông nghiệp Tam Đảo xin chào các bác, các anh chị nhé. Thì hôm nay em lại rất vui khi được quay trở lại để tiếp tục để mang đến cho các bác về những cây giống, về những video, về những cái cây giá trị kinh tế cao nhé. Thì hiện tại em đang có mặt tại mô hình trồng cây ba kích đã được 35 tuổi của bên em nhé. Đấy, thì các bác có thể xem cái mô hình bên em đang trồng cây ba kích. Hiện tại thì bên em đang trồng 1 hecta cây giống ba kích các bác nhé. Số lượng cây hiện tại của bên em thì đang rất là nhiều các bác ạ. Đấy, thì có nhiều cái thắc mắc của các bác hiện nay đã gửi về cho bên em là trồng ba kích thì liệu có củ không? Đấy, cái giống ba kích dâm hom trồng sau này củ có ra được không? Thì đây là những cái cây ba kích hiện tại được bên em trồng. Đấy, từ những cái hom cây bố mẹ chuẩn nhất đấy, và cây đang phát triển cực kỳ tốt. Đấy, cái bộ gốc của nó này các bác có nhìn này, bộ gốc của nó sau 3 năm này khá là to rồi. Đấy, các bác có thể gốc của nó này sau 3 năm thì nó đã to bằng cái ngón cái của em rồi. Đấy, thì hôm nay em sẽ bới thử cho các bác xem liệu cái ba kích này có củ hay không các bác nhé. Đấy, ví dụ như cái gốc ở trong này này thì đây, hiện tại thì em sẽ bới qua cho các bác xem này. Đấy, ba kích này, đây mới là một cái phần rễ nổi của nó thôi các bác ạ. Củ đã, cái bộ rễ của nó đang lên rất là đẹp này các bác ạ. Ba kích tím các bác nhé. Đấy, sau khoảng độ 3 năm thôi, đấy, cái phần rễ nổi của nó đã lên, đã phát triển với kích thước rất là to đẹp rồi này các bác ạ. Đấy, nó to gần bằng, to bằng cái ngón út của em rồi. Đấy, đây là cái phần rễ nó nổi trên thôi, còn ở dưới thì nó, cái củ ở dưới của nó sẽ rất là to các bác nhé, sẽ có thể to bằng ngón tay cái các bác ạ. Đấy, ba kích tím chuẩn các bác nhé. Đấy, đây các bác có thể nhìn đấy, cái bộ rễ của nó đang lên này, nó còn đâm xuống rất là nan ra, rất là đẹp đấy. Cái cây ba kích này thì đã được 3 năm tuổi rồi, thì sau khoảng 1 năm nữa thì bên em sẽ bắt đầu tiến hành khai thác cây ba kích, và cái thời điểm đấy thì em cũng sẽ quay cho các bác về cái quy trình mà khai thác cái cây ba kích để các bác có thể tham khảo các bác nhé. Đấy, đấy, củ ở dưới đang rất là to các bác nhìn này, ở trên này đang bé này nhưng mà dưới này đang rất là to này. Đấy, đấy. Các bác yên tâm khi trồng cái dòng cây dâm thì củ của nó phát triển sẽ rất là tốt nha các bác nhé. Đấy, khi các bác trồng cái cây ba kích thì các bác chỉ cần lưu ý là lựa chọn những cái cây giống chuẩn. Đấy, từ những cái đơn vị mà uy tín. Thì hiện nay thì ở trên thị trường những cái cây giống, dòng giống ba kích chuẩn nhất thì hiện tại khu vực Vĩnh Phúc và khu vực Quảng Ninh là có nguồn gen cây ba kích tím là chuẩn nhất. Đấy các bác, thì hiện tại thì bên em vẫn cung cấp đi cho các bác số lượng cây ba kích rất là lớn để phục vụ cho các bác trồng trong năm 2023, 2024 và những năm tiếp theo. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu muốn trồng cây ba kích, mua giống cây ba kích thì có thể liên hệ cho bên em. Các bác nào có những cái câu hỏi về cây giống ba kích thì có thể gửi đến em qua số điện thoại, nhắn tin Zalo hoặc là bình luận ở mỗi video của bên em. Đấy, còn video của em thì xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên em.